Tối cường hệ thống chương 700, lão phu. Lão phu. Nghe nói Lôi Đình quân vương và Thiên Hàng quân vương đều bị thủ hộ chi địa tóm. Đám cổ tộc đang ngồi nói chuyện với nhau, nói về những chuyện phát sinh gần đây. Hai đại quân vương cổ tộc bị giết là một việc lớn của cổ tộc, mà chí cao thánh nổi trận Lôi Đình, hạ lệnh cho cổ tộc giết chết những kẻ đang ẩn giấu. Thủ hộ chi địa kia thật quá đáng, nhưng chúng ta lại không có bất kỳ biện pháp nào. Này lúc này lâm phàm từ trong hư không hiện ra một tên hai tên hai mươi tên lâm phàm cảm thán một phen không khỏi gật đầu số lượng cổ tộc không ít hơn nữa tu vi cũng không phải rất cao đều không phải là cường giả thần thiên vị chỉ là dung dế cấp một mà thôi a à, có người có người xuất hiện đám cổ tộc nhất thời cả kinh sau đó tên nào tên nấy âm trầm cười lên tên này đến tìm cái chết đây mà chúng ta bắt được hắn rồi ăn hắn. Lâm Phàm nhìn những cổ tộc này, nghe những lời của bọn chúng, không khỏi cười lên. Chẳng lẽ những tên cổ tộc đều không có não hay sao? Bất quá Lâm Phàm không muốn nói thêm bất kỳ cái gì với những tên này, bọn chúng chỉ là dung dế mà thôi. Độ hóa thế gian, cực lạc chi địa. Lâm Phàm miệng niệm kinh văn, cả người tỏa ra kim quang, từng đạo từng đạo Phật quang quấn quanh thân, khuôn mặt cũng thiên biến vạn hóa, từ bi có, thương hại có, lòng mang thiên hạ cũng có. Độ hóa Từng đạo Phật quan như nắm giữ linh tính, biến ảo thành từng vị Phật đà độ hóa, quấn quanh khống chế bọn cổ tộc. Trong chớp mắt, khuôn mặt hung ác của cổ tộc đột nhiên phát sinh biến hóa, thay đổi biến thành hiền lành, hiền hòa đứng lên, giống như cửu thế thiện nhân. Mặc dù khuôn mặt có chút hung ác, nhưng lại làm cho người ta có nhiều hảo cảm. Đây là chỗ biến thái của độ hóa thuật. Mặc kệ hạng người hung thần, ác sát cỡ nào, vào lúc này cũng hoàn toàn thả lỏng tội nghiệp bên trong giờ phút này lâm phàm hiểu rõ độ hóa thuật này còn kém xa so với dạy dỗ độ hóa thuật độ hóa con người hoàn toàn một khi độ hóa không còn tâm linh ban đầu nữa mà dạy dỗ lại không như thế nó chỉ dạy dỗ tâm linh còn bản tính vẫn như trước đây bất quá giữa hai cái này mỗi cái đều có ưu thế riêng còn tùy vào tình huống độ hóa thuật là quần tông mặc kệ có bao nhiêu người chỉ cần pháp lực đủ thì có thể độ hóa không giống như dạy dỗ cần phải dạy dỗ từng người ta nghiệp chướng nặng nề bây giờ được chỉ dẫn từ nay về sau ta sẽ không như trước nữa vào đúng lúc này từng tên cổ tộc hung thần ác sát lại hoàn toàn thay đổi nếu như bị người ngoài thấy được tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến chết bởi vì những điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi ken chúc mừng ký chủ độ hóa thành công kinh nghiệm tăng cường 100. Ken, chúc mừng ký chủ độ hóa thành công, kinh nghiệm tăng cường 100. Ken, chúc mừng ký chủ độ hóa thuật đã thăng cấp. Độ hóa thuật cấp 2. Kinh nghiệm, 1.000 trên 3.000. Quả nhiên rất cường hãn nếu như tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, thì không biết sẽ như thế nào. Bây giờ, độ hóa thuật chỉ vẹn vẹn cấp 2, mà có thể khống chế tốt như vậy, Lâm Phàm không dám tưởng tượng khi nó lên cấp thành đại độ hóa Phật quan sẽ có cảnh tượng bực nào. Đi, hố chết đồng tộc của các ngươi nào. Hai mươi mấy đầu cổ tộc này, Lâm Phàm căn bản không để vào mắt, coi như giết chết cũng không lấy được bao nhiêu kinh nghiệm, chẳng bằng trả về. Lấy thân phận của bọn họ, chuyện hố chết bọn cổ tộc cũng rất đơn giản. Ha ha, thủ đoạn cao cường, quả thật là thủ đoạn cao cường, chẳng lẽ cái môn thần thuật này chính là độ hóa thuật của Phật tộc hay sao? đúng lúc này hư không chấn động một đạo hồng âm phá không mà tới người nào đi ra cho ta đừng có lén lén lúc 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 này thần sắc lâm phàm cứng lại không biết tên gia hỏa này từ đâu tới lại dám giả thần giả quỷ trong chớp mắt ba thân ảnh xuất hiện lâm phàm vừa nhìn thấy ba người này liền cả kinh tu vi của bọn họ xem ra đều không kém một người thẳng tắp thiên địa giống như thiên đao chọc thủng thiên địa cho dù đứng nơi đó, đều làm cho người ta có một loại ảo giác, phản phất như người đứng trước mặt không phải người, mà là một thanh đao vậy. Phong mang diệu nhân, không gì không phá. Đao hoàng tống thiên hành lãnh khóc nhìn lâm phàm. Mau đi theo chúng ta một chuyến. Đao hoàng, ngươi nói lời này có chút thẳng thắn đấy, như vậy sẽ dọa sợ người bạn nhỏ mất. Thương hoàng cười nói nói. Đao hoàng, thương hoàng hai ngươi chớ khinh thường, đứa nhỏ này không đơn giản đâu, không thể coi thường được. tiên tu lão giả cười nói, tiểu hài tử, lão phu là tiên tu lão giả, mời ngươi đi theo chúng ta một chuyến. lâm phàm nhìn ba người trước mắt này, nhíu mày, giời à, từ đâu chui ra một lão gia hỏa vậy? các ngươi là ai? nói ra để ông đây còn đi, mà đi với các ngươi cần phải có bản lĩnh lớn lắm đấy. lâm phàm vừa nhìn, đã biết bọn họ không giống người tốt, đồng thời đối với cảnh ngộ của bản thân cũng cảm thấy bi ai vừa mới đến không được bao lâu đã gặp chuyện chẳng lẽ trời sinh ông đây để bị trào phúng hay sao đi tới chỗ nào thì chỗ đó xảy ra chuyện tính khí đứa nhỏ này có chút quật cường a à. tiên tu lão giả cười nói trong nháy mắt đi đến bên cạnh lâm phàm một tay để lên vai lâm phàm nhóc con làm người cần phải cân nhắc một chút trước khi làm việc gì đó không nên hung hăng quá mức bằng không sẽ không có quả ngon để ăn đâu lâm phàm rung vai lên pháp lực dân trào hóa thành từng cái châm nhỏ, hất cánh tay này ra. Các ngươi rốt cuộc là ai? Là ai muốn gặp ta? Lâm Phàm cảnh giác hỏi. Ba lão đầu này đều là cường giả thần thiên vị chính, khí tức so với hồng kinh thiên còn cường hãn hơn rất nhiều, bọn họ chắc chắn thuộc về cường giả đỉnh phong. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó, sải bước lên trước. Đao Hoàng, Tống Thiên Hành. Thương Hoàng, Thương Vô Ý tiên tu lão giả tu tự tại ba lão đầu nở nụ cười rất chi hiền lành nhưng trong chớp mắt tiên tu lão giả biến sắc sắc mặt hiền hòa kia đột nhiên thay đổi thành âm ngoan nhóc con tốt nhất ngươi đàng hoàng đi theo chúng ta nếu không bị gãy tay gãy chân lão phu cũng khó ăn nói hàng khí tỏa ra thâm nhập vào cốt tủy nếu như là người bình thường chỉ bằng hàng khí này đều bị đông thành đá đoạn cái em gái ngươi ý xem dáng vẻ của các ngươi, chẳng lẽ là chó săn của cổ tộc. Lâm Phàm nhìn ba lão đầu, liền biết bọn họ không phải là người tốt lành gì. Gãy tay gãy chân. Cái này là đang đe dọa ông đây à. Nhóc con, nói không ngoa, bất quá ngươi sai rồi, ba người chúng ta chỉ hợp tác với cổ tộc chí cao thánh, không phải chó săn gì đó. Tiên tu lão giả cười nói. Phí lời làm gì, trực tiếp phế bỏ tứ chi của hắn, phong ấn pháp lực, đem về. Đao Hoàng mở miệng nói, trong đó ẩn chứa hàng ngàn đao ý. Đao ý kia bao trùm đại địa, trong gà hóa quốc đều có thể hại người. Đao Hoàng, bình tĩnh đừng nóng, ba người chúng ta thành danh đã lâu, huống hồ tính nết đứa nhỏ này vô cùng quật cường, chúng ta cần phải nói chuyện tử tế mới được. Tiên tu lão giả lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, một tay khoác lên bả vai của Lâm Phàm. Chỉ là lần này, lại mang theo ngàn vạn lực lượng, áp chế lên người Lâm Phàm không muốn để Lâm Phàm động đậy. Cái tên không có não nhà ngươi. Thời khắc này, Lâm Phàm không thể nhịn được. Giời à, ba lão già này dám trước mặt ông tinh tướng, chắc sống đủ rồi nên mới đi tìm chết như vậy. Sau đó, Lâm Phàm trực tiếp đánh một chưởng về lão đầu kia. Ha ha, chút tài mọn, lão phu sẽ không né, ngươi đã không tình nguyện cùng lão phu trở lại, vậy lão phu sẽ cho ngươi thấy, phản kháng cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Tiên tu lão giả cười nhạt một tiếng, lộ ra hàm răng trắng, nhưng lại thiếu mất mấy cái. Thế nhưng, lại xuất hiện kinh biến. Đùng. Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên vừa xuất ra, trực tiếp đập một gạch vào đầu lão giả. Vẻ mặt tươi cười của tiên tu lão giả đột nhiên ngưng lại, phản phất như bị định trụ vậy. Hôn mê. Sao lại ngu ngốc vậy chứ? Biết rõ ông đây không đơn giản, mà còn dám mạnh mẽ chống đỡ. Ngươi nói xem đầu óc của ngươi có phải bị bệnh hay không? Lâm Phàm nhíu chặt mày, lão đầu này có phải bị bệnh không? Vừa thấy mặt, nói nhảm một hồi, còn không xem xét thực tế. Hơn nữa còn đơn giản như vậy đã bị chính mình một viên gạch đánh cho bất tỉnh, đây cũng quá nước. Đao Hoàng cùng Thương Hoàng nhìn thấy một màn trước mắt, đột nhiên kinh hãi. Tiểu tử, ngươi đã làm gì? Đao Hoàng đương nhiên biết thực lực của tiên tu lão giả nhưng mà hắn lại không biết được tiểu tử kia rốt cuộc thi triển tà thuật gì khiến cho tiên tu lão giả không có bất kỳ sức phản kháng nào lâm phàm trực tiếp ném tiên tu lão giả vào bên trong động thiên sau đó hàng ngàn hàng vạn nhánh cây của ngô đồng thần thụ trói hắn ta lại nhưng không có hút sức mạnh trong cơ thể của tiên tu lão giả bởi vì lâm phàm muốn tính sổ từ từ với lão giả đó các ngươi là đồ ngốc có phải không muốn bắt ta vậy thì đến đi còn phí lời làm gì các ngươi nhìn lão đầu kia mà rút kinh nghiệm lão chính là kết cục của việc không đem ông đây để vào mắt lâm phàm vẫy vẫy viên gạch trong tay sau đó bỏ vào trong túi đeo lưng trên mặt đao hoàng cùng thương hoàng lóe lên vẻ kinh ngạc bọn họ phát hiện người trước mắt này không giống bình thường bọn họ đã xem thường đối phương nếu không tiên tu lão giả cũng sẽ không ngã ở trong tay của đối phương thả tiên tu lão giả ra đao hoàng lạnh lùng nói đao ý vô tận đột nhiên bắn ra Cổ đao ý này khoái đảo thiên địa, sau đó một thanh hư không đại đao xé nát thiên địa, lơ lửng ở trên đầu đao hoàng, giống như nếu lâm phàm dám cự tuyệt, thì sẽ bị trẻ làm hai. Ha ha, hai lão già các ngươi đúng là đang nằm mơ. Lâm phàm cười cợt, không thèm để vào mắt. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Thực lực của hai lão đầu này không tệ, bất quá gặp ông đây rồi, thì kết quả chỉ có một, chính là bị nghiền ép hoàn toàn. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên vui vẻ, bởi vì hắn đã nghĩ ra một biện pháp rất hay. Đao Hoàng, Thương Hoàng, các ngươi có muốn giữ lại khí tiết tuổi già không? Lâm Phàm cười hỏi. Ngươi có ý gì? Hai người cả kinh, không biết đối phương có ý gì. Khà khà, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết thôi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm giống như đại bằng dương cánh nhảy lên một cái, sau đó hai tay giơ ra, pháp lực cuồn cuộn. Bắt đầu bạo nải quyền ầm ầm trong nháy mắt trong hư không xuất hiện rất nhiều vòng xoáy những vòng xoáy này không ngừng xoay tròn một nguồn sức mạnh đột nhiên từ trong nước xoáy này tản ra đây là đồ chơi gì vậy vẻ mặt đao hoàng cùng thương hoàng đột nhiên nghiêm túc tình huống hôm nay đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ mặc kệ đi chúng ta động thủ đao hoàng và thương hoàng không biết cái tên này đến cùng là dở trò quỷ gì nhưng cũng phải tiên hạ thủ vi cường vù đao hoàng cầm đao trong tay, đao ý mãnh liệt, giống như một con cự long uốn lượn. Xoẹt. Xoẹt. Ở bên dưới đao ý bất khả chiến bại này, hư không bắt đầu nứt ra, mà lúc này, hư không giống như giấy trắng bị xé rách thành hai nửa. Đây là biểu hiện cho việc tu luyện đao ý đến cực hạn. Chỉ bằng đao ý này, Hồng Kinh Thiên rất có khả năng không phải là đối thủ của lão đầu này. Bàn tay thương hoàng vừa nhấc lên, một thanh bàn long trường thương xuất hiện trong tay toàn thân chui trường thương này màu đen mà bên trên tản ra từng trận hàng quang một luồng thương ý nồng nặc khoái đảo thiên địa chỉ là luồng khí thế này không phải là chuyện nhỏ càng khiến người ta không dám coi thường thương hoa hơi động thương ảnh đầy trời giống như giọt mưa giống ào 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 rơi xuống tiểu tử đây là ngươi tự tìm lấy trong chớp mắt đao hoàng cùng thương hoàng di chuyển chỉ hơi động mà hư không đột nhiên ầm ầm nổ tung phản phất như sức mạnh của hai người kia bùng lên ngay cả hư không cũng không chịu nổi ai hư không thật xui xẻo trong trận chiến đấu giữa cường giả đều là hư không bị nổ tung trước tiên nếu như hư không có linh khí nhất định sẽ rất tức giận cái này chính là khi dễ người ta đau thương hợp nhất ầm uhm. sau đó thanh âm nổ tung vang lên bầu trời hoàn toàn bị một chùm sáng bao phủ Đao hoàng và thương hoàng cũng biết thực lực của lâm phàm không tầm thường cho nên cũng không có nương tay, dốc toàn lực chiến đấu. Lên khen Lâm Phàm chỉ cảm thấy bản thân bị hàng vạn mũi nhọn khóa chặt, cho dù trốn vào hư không cũng không thể chạy trốn. Nhưng mà vì sao hắn muốn chạy trốn, đương nhiên hắn muốn cùng hai lão đầu này đấu một trận thật tốt. Ở địa bàn của Chí Cao Kiệt bị Kiệt truy sát, bây giờ đi tới địa bàn của Thánh, lại bị Thánh truy sát, đây quả thực là vô hố. Quả nhiên là thực lực không cao bằng đối phương, thì dễ bị bắt nạt. Bắt đổ bạo nải quyền. ầm ầm. Vào đúng lúc này, đao hoàng cùng thương hoàng hoảng sợ phát hiện, cái vòng xoáy nằm dày đặt ở trong hư không kia, trong nháy mắt khép kín. sau đó, có rất nhiều nắm đấm từ bốn phương tám hướng kéo đến, khiến người ta không có cách nào chống đỡ. Làm càng, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào những thứ này là có thể đánh bại chúng ta? Đao hoàng khí thế bàn bạc gào thét, một đao chém ra, hư không liền bị chém thành hai nửa. Ha ha, ta tưởng chiêu này của ngươi lợi hại thế nào, ai dè một đao của ta phá vỡ. Đao hoàng nhìn thấy vòng xoáy kia trong nháy mắt vỡ tan, cũng hét dài một tiếng. Thương hoàng đánh phế hắn đi. Các ngươi thật sự kinh thường ông đây quá. Các ngươi có biết có bao nhiêu người nằm trong chiêu bắt đổ bạo nải quyền của ông đây không? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm mặt. Nói cho các ngươi, nhiều đếm không xuể. Mở toàn bộ hỏa lực. Lâm Phàm vung song quyền ra, một luồng lực lượng ảo diệu, lơ lửng ở trong hư không. Trong chớp mắt, vô số nắm đấm rầm một tiếng, phá ra. Hừ, thủ đoạn công kích dày đặc như vậy, ông đây ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao có thể chống đỡ được. Lâm Phàm dám cam đoan, hai lão đầu này tuyệt đối không biết, chiêu bắt đổ bạo nải quyền này của mình muốn đánh vào nơi nào. Chỉ cần bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ là bi kịch. Thần sắc đao hoàng cùng thương hoàng cứng lại, không ngừng cảm ứng. Bất diệt đao thân. Ầm. Uhm. A. À. Trong chớp mắt, Đao Hoàng Thê Thảm kêu lên một tiếng, một đôi nắm đấm không biết từ nơi nào nhô, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Ở một khắc đó, toàn bộ sắc mặt của Đao Hoàng đều biến trắng. Thậm chí đều gần cùng cái chồng râu kia hòa làm một thể. Đao Hoàng. Lúc Thương Hoàng nhìn thấy dáng vẻ của Đao Hoàng liền kinh hãi đến biến sắc, lấy thực lực của Đao Hoàng làm sao có khả năng bị cú đấm này đánh thành như vậy? Tiểu. Đao Hoàng vừa định để Thương Hoàng chú ý, nhưng mà lời còn chưa nói hết thì tiếng kêu thảm thiết của Thương Hoàng truyền ra. Đây là chiêu thức gì, làm sao có thể như vậy? Hai người gào thét, nghĩ mãi cũng không hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngực của ta, tại sao lại như vậy? Đao Hoàng cùng Thương Hoàng hoảng sợ phát hiện, ngực của mình lại không ngừng bành trướng bọn họ tu hành trăm ngàn năm, có khi nào gặp phải tình huống tình huống quỷ dị này? thế gian làm sao có công pháp này được? không thể, tuyệt đối không thể. đối với việc giết chết hai người này, lâm phàm có quá nhiều biện pháp. thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ tới bắt đổ bạo nải quyền. dù sao thuộc tính của bắt đổ bạo nải quyền, lâm phàm đã thuộc trong lòng bàn tay. ba quyền bành trướng, quyền thứ tư nhất định là tấn công dữ dội. đừng nóng vội, ông đây đang giúp các ngươi cấp cứu đợi lát nữa các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là đau khổ nhất thế gian. Lâm Phàm hô to một tiếng, lại vung quyền lần nữa. Bắt đầu bạo nải quyền. Bùm bùm. Không cần nói Lâm Phàm không kính già yêu trẻ, chỉ là hai lão đầu này thật sự quá kiêu ngạo. Theo Lâm Phàm, hai người này lúc còn trẻ, khẳng định cũng không phải là người tốt lành gì, bất quá thời gian trôi qua, người xấu cũng trở nên già nua. Sau khi già rồi vẫn còn không an phận, đây không phải muốn chết thì là gì? Hẳn là bọn hắn đã từng nghe qua câu nói. Trường Giang sống sau đè sống trước, đợt sống trước mất ở trên bờ cát. Hiện tại Lâm Phàm chính là sống sau bên trong người xấu. Theo bộ ngực không ngừng bành trướng, trên mặt đao hoàng và thương hoàng cũng tràn đầy sợ hãi. Trong chớp mắt, trong mắt Lâm Phàm lóe lên tinh quang. Quyền thứ tư đến rồi. Tấn công dữ dội. Quyền thứ tư cực kỳ quan trọng đòn tấn công sẽ rất kinh thiên động địa lâm phàm lùi về sau một bước sau đó đấm ra một quyền xung quanh đao hoàng và thương hoàng chấn động mặc dù hai nắm đấm này không có gì khác lạ nhưng khí tức lại vô cùng quỷ dị ầm ầm bổ xuống giống như bao hàm tất cả mà một quyền bình thường này lại đầy chí lý vô thượng ầm ầm tấn công dữ dội lâm phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh thực chất trong bộ ngực của hai người kia giống như lôi đình đã tích lũy vạn năm muốn phát tiết ra ngoài luôn một lần. Không được rồi, tránh xa một chút. Nội tâm lâm phàm rung lên, tim cũng đập nhanh vô cùng, phản phất như vụ nổ sắp tới kia sẽ có sức mạnh rất kinh thiên động địa. Tại sao lại như vậy? Đao hoàng cùng thương hoàng kinh hải biến sắc, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ầm. Uhm. Một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thiên địa lắc lư chuyển động. Một đạo hào quang ống ánh chiếu rọi thiên địa, bầu trời lúc sáng lúc tối che khuất hai mắt lâm phàm lâm phàm cảm giác đạo hào quang này có chút chói mắt đồng thời nương theo đó là một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn sức nổ đó làm gốc áo lâm phàm đông đưa mái tóc dài bồng bềnh theo gió dư âm mạnh mẽ giống như lưỡi dao sắc bén cắt rời thân thể lâm phàm nếu không phải thực lực bản thân hắn cường hãn rất có thể hắn đã thân tử đạo tiêu trong vụ nổ này mẹ nó vụ nổ này có chút mãnh liệt đi không biết hai lão đầu này có đi đời không nữa chắc không có chuyện này đâu vụ nổ này từ trong ra ngoài hẳn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ lâm phàm tỉ mỉ nghĩ lại sau khi ánh sáng tiêu tan thiên địa một lần nữa khôi phục lâm phàm nhìn không chớp mắt cảnh tượng phía trước khi thấy nhị lão vẫn còn đứng ở đó trong lòng nhất thời vui vẻ không có chuyện gì là tốt rồi vụ bạo nổ sinh ra uy lực vượt ngoài dự tính của lâm phàm may mà không nổ chết hai người nếu không thì bước thí nghiệm tiếp theo chỉ có thể thiếu người sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nối liền không dứt. Lúc này, hai người Đao Hoàng và Thương Hoàng không biết làm gì hơn, chỉ đứng ở đó, sau đó một luồng đau nhức truyền đến, khiến bọn họ không nhịn được, lăn lội trên mặt đất. Bọn họ không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, đặc biệt là cảm giác trống rỗng trước ngực, càng để hai người không muốn sống nữa. Khí tiết tuổi già khó giữ, quả thật là khí tiết tuổi già khó giữ mà. Giờ khắc này, quần áo hai người xốc xếch khiến cho cái lỗ trước ngực càng dễ thấy, như bị cái gì đó không thuộc về mình ngược đãi. Làm sao? Lâm Phàm vung ống tay áo, lạnh nhạt bay xuống mặt đất, đáp xuống trước mặt hai người, sau đó lấy binh khí của Đao Hoàng và Thương Hoàng. Không sai, chỉ có hai cái hạ phẩm đạo khí này mà cam nguyện làm cu ly cho cổ tộc chí cao rồi, quá mất mặt đi. Lâm Phàm cười nói, hai cái hạ phẩm đạo khí này chỉ có cổ tộc mới có thể luyện chế mà hai người này đều là thần thiên vị tầng chính bác hoang hợp nhất, cũng được coi là cao thủ đỉnh cao rồi, nhưng đối với cổ tộc chí cao, thánh, không vào vĩnh hằng, cuối cùng vẫn chỉ là dung dế. Ngay cả mình ở trước mặt, thánh, e là cũng là dung dế chỉ hơi cường đại hơn chút mà thôi. Bất quá, Lâm Phàm không sợ, coi như thực lực không bằng đối phương, nhưng bản thân có rất nhiều trò, nếu như số may, thì cũng có thể giết được đối phương. Đây là võ học gì? Thế gian sao có loại võ học này được Hai người đao hoàng tức giận gào thét Lúc gặp một quyền kia Hai người vận chuyển pháp lực muốn áp chế Nhưng L họ phát hiện Bất kể áp chế như thế nào Đều không có tác dụng Cái này để cho hai người trợn tròn mắt Cho dù là cổ tộc chí cao Cũng không có năng lực này Khà khà Lâm Phàm cười một tiếng Sờ hai cái hạ phẩm đạo khí Khiến khí linh trong đó không ngừng giải dụa Thậm chí còn truyền đến thanh âm sinh tha sau đó, Lâm Phàm thu hai đạo khí này vào động thiên, giao cho Tiêu Thành. Bên trong động thiên, Thượng Cổ Đại Yêu đột nhiên mở to hai mắt, bàn tay to lớn vồ một cái, bắt hai hạ phẩm đạo khí vào tay, sau đó nuốt chửng từng cái. Phốt! Tâm linh cảm ứng, đao hoàng và thương hoàng phun ra một nguồn máu tươi. Ngươi dám hủy đạo khí của chúng ta. Đao hoàng lạnh lùng nói, trong lòng giấy lên cơn giận dữ. Ba lão gia hỏa các ngươi có phải bị bệnh thần kinh? Bố đây không chọc giận ai, mà các ngươi lại dám tìm tới cửa trêu tức, đây không phải muốn chết thì là gì?" Lâm Phàm nói. "Ngươi sẽ chết không được tử tế, chí cao thánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đao Hoàng hét lớn, thế nhưng cảm giác đau đớn ở ngực lại hành hạ hắn, chỉ cần hơi động là đau, đau đến không cách nào nhịn được. "Đừng nói nữa, câu nói này ta đã nghe rất nhiều lần rồi, đáng tiếc, các ngươi nhìn xem, ta vẫn bình an vô sự đứng ở chỗ này đó thôi." Lâm Phàm cười lớn. Có bao nhiêu cổ tộc muốn hắn chết, nhưng điều khiến người ta tiếc nuối chính là tạm thời không có cổ tộc nào có thể giết hắn. Được rồi, không nhiều lời với các ngươi nữa, chúng ta tiếp tục thí nghiệm. Lâm Phàm vung tay áo, trực tiếp thu đao hoàng và thương hoàng vào động thiên. Thả ta ra, mau thả ta ra. Lúc này, bên trong động thiên, tiên tu lão giả tức giận gầm thét, thế nhưng bản thân lại bị ngô đồng thần thụ quấn quanh, Dãy dụ cũng không thoát ra được. Đao Hoàng, Thương Hoàng, các ngươi làm sao tới đây? Tiểu Súc Sinh kia thế nào rồi? Tiên tu lão giả thấy hai người Đao Hoàng, vội vàng hỏi, nhưng khi nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, nội tâm rung lên. Các ngươi? Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, chẳng lẽ bọn họ cũng bị Tiểu Súc Sinh này trấn áp? Đến bây giờ, tiên tu lão giả vẫn không biết mình làm sao mà ngất, mãi đến lúc tỉnh lại, mới phát hiện mình bị trói ở đây căn bản không thể động đậy. Tốt, ba người gặp nhau cũng coi như một loại viên mãn. Lúc này, Lâm Phàm cười lớn nói. Sau đó nhìn điện giật trị liệu học viện một chút. Bây giờ lôi đình điều giáo Pháp Vương không ra ngoài, một lòng đặt vào độ hóa thuật. Trên bầu trời của điện giật trị liệu học viện, Phật quan lấp lóe giống như đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Tiểu hữu, thả chúng ta ra đi, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi bây giờ đang ăn nhờ ở đậu, tiên tu lão giả đành phải hạ mình. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại biến thái như vậy. Thậm chí ngay cả Đao Hoàng cùng Thương Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá để tiên tu lão giả nghi ngờ chính là Đao Hoàng và Thương Hoàng đi đâu rồi, làm sao lại quái dị như vậy. Ai, nguyên bản ca cũng là người kính già yêu trẻ, nhưng tình huống này có chút khó làm, bất quá các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi chỉ chơi một trò chơi nhỏ với các ngươi mà thôi lâm phàm rất khó khăn nói tiểu hữu ba người chúng ta xin thề chỉ cần ngươi thả chúng ta sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm tới ngươi gây phiền toái nữa tiên tu lão giả nhìn bộ dạng của đao hoàng và thương hoàng khẩn trương nói không vội ha lâm phàm vẫy ngón tay một cái một chiếc sofa xuất hiện sau đó lâm phàm thoải mái nằm trên đó ngón tay hơi động độ hóa vật quang lóe lên, chói mắt vô cùng, dị tượng xuất hiện. người muốn độ hóa chúng ta? không muốn, không muốn đâu. khen, độ hóa thất bại. ba người nhìn thấy lâm phàm muốn độ hóa bọn họ, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng phát hiện đối phương vẫn chưa tu luyện độ hóa thuật này đến nơi đến chốn, lại thở phào nhẹ nhõm. tiểu hữu, thả chúng ta đi. lâm phàm không có để lời bọn họ vào tai, vẫn tiếp tục cố gắng. Đối với Lâm Phàm mà nói, mình là người có hệ thống, cho nên độ hóa thuật này sẽ có một chút không giống nhau, nói không chừng, một cái bạo kích nhỏ cũng có bi lực vô cùng. Ken, độ hóa thất bại. Không phục, Lâm Phàm không phục. Cái quái gì vậy, ta thật không tin không độ hóa được, bây giờ ta đang rất rảnh, chơi với ngươi một chút vậy. Ta muốn xem thử, có độ hóa được hay không? Chẳng lẽ độ hóa thuật này không có tỷ lệ thành công nhất định hay sao? Giờ phút này, Lâm Phàm muốn ngủ tới nơi rồi, cũng không nhớ rõ mình đã dùng độ hóa thuật bao nhiêu lần, tính sơ sơ cũng hơn một vạn đi. Nhưng mà mỗi một lần như thế, tiếng sấm thì rất lớn, nhưng hạt mưa thì ít đến đáng thương. Độ hóa Ngay tức khắc, Phật quan quấn quanh, dị tượng bay lên, độ hóa Phật lực rửa sạch người ba lão đầu kia, khiến bọn họ cảm thấy nội tâm phản phất bị cái gì đó gợn lên. Đánh vỡ lạc đường, chỉ dẫn tới con đường nhân sinh mới. Thế nhưng cái cảm giác này rất nhanh tiêu tán. Tam lão hai mặt nhìn nhau, đối với việc này bọn họ đã quen. Bọn họ phát hiện tên lâm phàm này là một tên thần kinh, rõ ràng không tu luyện độ hóa thuật đến nơi đến chốn, còn muốn độ hóa bọn họ, đây không phải nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao bọn họ cũng là thần thiên vị tầng chính bác hoang hợp nhất, nếu như bị sức mạnh độ hóa yếu như vậy độ hóa, sống trên đời đúng là ổn rồi. Tiểu hữu, ngươi không độ hóa chúng ta được, không bằng thả chúng ta đi. Đúng đấy, tiểu hữu đã độ hóa hơn một vạn lần, phần nghị lực này thật khiến người ta kính nể, chính vì thế Đao Hoàng ta đồng ý truyền thụ tuyệt kỹ cho ngươi. Ta cũng đồng ý. Tiên tu lão giả nghĩ hồi lâu, vẫn luôn suy nghĩ nguyên nhân mình té xỉu, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra. Nhưng tình huống hôm nay, hắn bị đánh bại, mất hết mặt mũi rồi. Lúc này, Lâm Phàm không quá sung sướng, sau đó sắc mặt xoay ngang, ông đây không tin, độ hóa thuật không có chút khả năng thành công nào. Độ hóa? Độ hóa? Ai? Ba lão đầu thở dài bất đắc dĩ, sau đó lộ vẻ mặt sống không thể yêu, nếu đã như vậy, vậy thì để cho hắn độ hóa đi. tốt nhất độ hóa đến 80-100 năm, nói không chừng trong khoảng thời gian đó chí cao, thánh sẽ đến tìm bọn họ, sau đó cứu bọn họ ra ngoài. Đã độ hóa hơn một vạn lần rồi. Lâm Phàm tuyệt vọng ngừng lại không khoa học chút nào, ngay cả luyện chế đều có thể có tỷ lệ làm ra thần khí, độ hóa này ngày càng không khoa học rồi. Chỉ có độ hóa thành công mới có thể tăng trưởng kinh nghiệm, độ hóa không thành công, ngay cả một cộng lông cũng không có, đúng rồi, nhất định chỗ đó có vấn đề. Thời khắc này, Lâm Phàm trở nên trầm tư, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, vô số tri thức lưu chuyển trong đầu. Lâm Phàm nghĩ tới một điểm quan trọng. Hắn đã từng chơi một trò chơi, gọi là truyền kỳ, mà ở trong đó, ánh sáng mê hoặc là kỹ năng pháp sư, cho nên áp dụng trò đó sang đây, mê hoặc ánh sáng chính là độ hóa đối thủ, nhưng bước đầu tiên chúng ta phải làm chính là đánh phế quái thì tỷ lệ thành công sẽ mới được tăng cường. Ai u, con mẹ nó, đạo lý đơn giản như vậy, sao mình lại không nghĩ ra đây, ba lão già này thực lực không yếu, đang ở thời kỳ đỉnh phong, lấy đẳng cấp độ hóa này của mình, không có bao nhiêu khả năng. Lâm Phàm nhìn Tam lão, trong lòng vui vẻ sau khi nghĩ thông suốt càng thêm có lòng tin còn đối với bọn họ tình huống này có chút không ổn bọn họ thấy ánh mắt của lâm phàm trong lòng vang lên một tia cảnh báo người muốn làm gì nội tâm đám người đao hoàng phát lạnh có cảm giác không ổn khà khà không làm gì cả lâm phàm cười nhạt một tiếng bất kể như thế nào cũng phải thử một lần mới được lâm phàm nắm chặt nắm đấm không cần sốt sắng ta đây rất ôn nhu Tiểu hữu, có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện, chúng ta đều là người của đại thiên chủng tộc A. Tiên tu lão giả nhìn người trước mắt, nội tâm bắt đầu nhảy lên. Khà khà. Tiếng cười gian của lâm phàm truyền ra, khiến người nghe có cảm giác không rét mà run. Đao hoàng, thương hoàng, chỉ sợ hôm nay chúng ta bị thất tiết à nhầm bị giết ở đây rồi. Ta không cam lòng, trăm ngàn năm trôi qua, ta sao có thể chết ở chỗ này được, bản hoàng chỉ kém một bước là có thể bước lên vĩnh hằng chi vị rồi. Tam lão gầm thét, phát tiết cảm giác không cam lòng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm di chuyển, không chút do dự, vung ra một quyền, khí thế bình thản, giống như không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng cú đấm này, đối với đao hoàng và thương hoàng mà nói, lại vô cùng khủng bố. Bắt đầu bạo nải quyền. Bùng bùng. Không muốn đâu. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, Đao Hoàng và Thương Hoàng sợ ăn đấm lắm rồi. Ha ha, Đao Hoàng, Thương Hoàng, đây không phải là một quyền phổ thông thôi sao? Có gì mà sợ? Tiên Tu đang nghe truyện trên TV audio CV lão giả oán giận nói. Ngươi! Ngươi! Hai người Đao Hoàng gặp Tiên Tu lão giả, đang không ý kỵ tí nào, thậm chí còn kinh thường, nhưng trong chớp mắt, bọn họ thấy sắc mặt của lão trắng héo, thở dài. Bọn họ không biết cái tên này, đến cùng tu luyện công pháp gì? Tại sao mỗi một cái đều biến thái như vậy? Bắt đầu bạo huyết quyền thời khắc này lâm phàm giống như nhập ma, tay chân liên tục đánh vào người bọn họ. Có ngô đồng thần thụ kiềm chế tam lão căn bản nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho hắn hành hạ. Từng trận đấm giống như hạt mưa rơi ở trên người bọn họ. ầm uhm. ầm uhm. theo thời gian trôi qua khí tức của bọn họ ngày càng yếu. Ánh mắt lâm phàm lóe tinh quang tốt, xem ra đến lúc rồi. Độ hóa. Ken, độ hóa thất bại. Ken, độ hóa thất bại. Lại vô số lần thất bại, bất quá lâm phàm cũng không mất đi tự tin. Phật quan bao phủ, hàng ngàn Phật đà miệng đọc kinh văn, quay xung quanh ba lão đầu. Vào đúng lúc này, khuôn mặt lâm phàm hiền lành, giống như người từ bi nhất thế gian, mà một khắc đó Phật tâm càng bao phủ thiên địa. Độ hóa, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật lâm phàm chợt quát một tiếng giống như oanh lôi từng trận phật âm bên tai ba lão đầu không ngừng xoay tròn ba lão đầu mặt mũi dữ tợn vào thời khắc này dần dần phát sinh biến hóa thay đổi thành từ bi mà khí tức hung lệ ẩn giấu nơi sâu xa nhất cũng dần dần tiêu tán tam lão này nhìn thô bạo vênh váo cũng là người lòng dạ độc ác khuôn mặt tươi cười nghênh đón thế nhưng ở sau khuôn mặt vui vẻ này lại bao hàm hung lệ chi khí a di đà phật ken chúc mừng ký chủ độ hóa thành công. Ken, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng thêm 100.000. Ken, chúc mừng ký chủ độ hóa thuật đã thăng cấp. Trong lòng Lâm Phàm vô cùng mừng rỡ, quả nhiên giống như mình nghĩ, độ hóa thuật đối với người bình thường thì cần phải từ từ tu luyện, từ thấp đến cao, thế nhưng đối với người nắm giữ hệ thống như Lâm Phàm tất cả đều có thể, bằng không sao gọi là hệ thống mạnh nhất được. Ken, chúc mừng ký chủ độ hóa thuật tăng 19 tầng trong chớp mắt lâm phàm phát hiện độ hóa phật quan trong cơ thể mình ngày càng dày đặc thậm chí đã tạo thành từng vị độ hóa chi phật độ hóa ba tên cường giả thần thiên vị tầng chín lại có thể tăng độ hóa thuật tới bậc này nếu như tăng lên một tầng nữa là lúc lên cấp rồi ta phát hiện thế gian tươi đẹp nhất chỉ có khi đi theo chủ nhân tiên tu lão giả đao hoàng thương hoàng quên đi tất cả hoàn toàn quy y lâm phàm lúc này khóe miệng lâm phàm lộ ra vẻ tươi cười bàn tay ép một chút khí thế bàn bạc bột phát ra bàn tay khổng lồ biến ảo che trời nắm ba lão đầu này trong tay bóc một cái trong nháy mắt nổ tung pháp lực động thiên pháp tắc thiên địa thần đan nguyên thần tất cả các loại đều hóa thành sức mạnh tinh khiết nhất tung bay trong động thiên ken chúc mừng ký chủ đã giết được cường giả thần thiên vị tầng chín ken chúc mừng ký chủ đã thăng cấp ken Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên tới thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan. Ba người các ngươi đối với bản đế, không có một chút tác dụng gì, chém chết bọn ngươi tăng kinh nghiệm cho bản đế là đủ rồi. Ầm. Uhm. Trong chớp mắt, sức mạnh toàn thân Lâm Phàm hoàn toàn cuồng bạo. Thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan. Chính lúc này, Lâm Phàm muốn cô động thiên địa thần đan. Động thiên trung động, vách tường tinh thể giống như huyết nhục không ngừng di chuyển. Pháp lực ngưng tụ thành cự long, quấn quanh người Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm từ động thiên bước ra, một đoàn sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Một khắc đó, nước chảy thành sông, kinh nghiệm sung mãn, Lâm Phàm phát hiện bản thân phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Lôi vân nằm dày đặc, lôi xà lấp lóe. Bên trong động thiên, hàng ngàn hàng vạn sinh linh rít gào, một luồng sức mạnh vô tận ngưng tụ vào cơ thể Lâm Phàm chủ nhân đang muốn ngưng tụ thiên địa thần đan tất cả mọi người đi ra đi đại phàm ca chi linh lơ lửng đi ra ngóng nhìn tình huống của động thiên xoạt xoạt thượng cổ đại yêu từ trong kiêu thành bắn ra bên trong yêu khí nồng đậm xuất hiện một tòa yêu quốc uy hiếp thiên địa lôi đình điều giáo pháp vương miệng niệm phật hiệu khí tức của bản thân càng ngày càng mờ ảo vô thường thế nhưng vào lúc này điểm ngón tay một cái tất cả phật quan đều bao phủ giáo hóa thuật độ hóa đại đạo thất tình lục dục tâm ma đại đạo tận thế sinh linh thiên tai đại đạo tịch diệt thương khung tịch diệt đại đạo huyết hải sống lại huyết hải đại đạo trong chớp mắt công pháp thần linh tức giận rít gào vô số ánh sáng bắn ra mà trong những ánh sáng này lại bao hàm tất cả như khai thiên tích địa mà lúc này lâm phàm lơ lửng trong hư không ánh mắt nghiêm nghị cảnh tượng có chút khổng lồ nhưng tên đã lắp vào cung không bắn không được. Cung bằng thổ nạp, nuốt chững thiên địa. Lâm Phàm vừa lên tiếng, một thanh âm vô tận bộc phát, hư không rung động, vô số lỗ xoáy đen hình thành sau lưng Lâm Phàm. Một cổ sức hút cường đại hình thành, thiên địa vạn vật giống như không thể chống lại, toàn bộ bay vọt tới. Ngay cả thánh linh khí xung quanh bán kính mấy triệu dặm, lúc này toàn bộ hội tụ, ngưng tụ thành từng con cự long, giáng lâm trong đất trời. Động tĩnh thật sự quá lớn đi, hẳn có một cường giả đang cô động thiên địa thần đang hấp thu thánh linh khí xung quanh mấy vạn dặm. Lâm Phàm đọc đủ thứ điển tịch, đặc biệt là tâm đắc tu luyện của Phong kinh Tử đưa tặng, càng lái đi không được. Bây giờ tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bốn phương tám hướng, ở nơi xa xôi. Vô số cường giả đều cảm nhận được thiên địa dị biến. Thiên địa rung động, thánh linh khí tiêu tan, rút cuộc ai đang cô động thiên địa thần đan bá đạo thật sự quá bá đạo rút toàn bộ thánh linh khí trong hư không đây rõ ràng chính là cướp đoạt vô số cường giả ẩn nấp sắc mặt đại biến bọn họ đối với dị tượng này cảm thấy hoảng sợ vô số cổ tộc cảm ứng được tình huống này tự nhiên sẽ có đại quân xuất hiện thủ hộ chi địa phong khinh tử đang nói chuyện vui vẻ với lão già trong chớp mắt sắc mặt đại biến nhìn phương xa không ổn rồi tiểu tử này cô động thiên địa thần đan sao gây ra động tĩnh lớn như vậy đây không phải muốn chết hay sao phong khinh tử không dám tưởng tượng sau đó không do dự lập tức bay tới phương hướng của lâm phàm lúc này thân thể lâm phàm không ngừng bành trướng như bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung sau đó lại không ngừng ngẹn xuống khôi phục như thường cổ thánh linh khí này thật sự quá to lớn nếu không phải hệ thống áp chế sợ mình đã sớm bạo nổ rồi hiện tại lâm phàm còn không biết mình phải đối mặt khó khăn nhưng bây giờ bắt đầu cô động thiên địa thần đan không có khả năng ngừng lại lâm phàm phát hiện máu thịt mỗi trong mỗi một tế bào của mình đều có một thánh linh chi long chiếm cứ a à, trong chớp mắt làn da lâm phàm có chút băng liệt một dọc máu nhỏ từ từng lỗ chân lông chảy ra trên người lâm phàm dính toàn máu mẹ rốt cuộc còn bao nhiêu lần nữa mỗi một tế bào trong cơ thể cũng đã bảo hòa rồi nếu như còn tiếp tục như vậy sẽ bạo thể mà chết mất. Sau đó, Lâm Phàm biến sắc, trong nháy mắt, pháp lực vận chuyển. Ngô Đồng Thần Thụ dùng lực lượng sinh mệnh rửa sạch thân thể Lâm Phàm, để tế bào trong cơ thể tự mình phân liệt. Bên trong nội thiên địa, một viên thiên địa thần đang to bằng đậu tương, vàng lóng lánh nhanh chóng xoay tròn, xung quanh quấn quanh sương mù. "Chủ nhân, chúng ta tới rồi." Đông đảo công pháp chi thần đứng xung quanh bảo vệ viên thiên địa thần đang. Từ Lâm Phàm gật đầu. Côn bằng hàng Lâm chi pháp. Vừa dứt lời, thân thể Lâm Phàm rung lên, một luồng pháp lực vô tận trào ra, một đầu hư ảo côn bằng dài mấy triệu trượng lơ lửng phía sau lưng Lâm Phàm. Thiên địa thần đang ngưng. Lâm Phàm rít gào một tiếng, thánh linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể, hoàn toàn cuồng bạo. Bởi vì thiên địa thần đang hấp thu một lượng thánh linh khí khổng lồ, đã trở nên lớn mạnh. Vạn ngàn chi đạo, cô động mà thành từng vị công pháp chi thần, tự thân biến ảo, trong nháy mắt, dung nhập vào thiên địa thần đan. Khi mỗi một vị công pháp chi thần hòa vào trong đó, thì bề ngoài lóng lánh của thiên địa thần đan lại thêm một đan văn. Đây là đại đạo chi văn. Hiện tại, công pháp mà Lâm Phàm tu luyện đều tiến cấp tới trình độ nhất định, đã sớm đem công pháp nhập đạo. Bây giờ thiên địa thần đan ngưng tụ thành, tất cả đều là nước chảy thành sông. Đó chính là chỗ ảo diệu của thiên địa thần đan. Lúc này, thiên địa thần đang to bằng hạt đậu, không ngừng lớn mạnh, dần dần to bằng mắt rồng, nhưng trong nháy mắt lại to như Minh Châu. Mà khí tức của Lâm Phàm càng ngày càng khổng lồ, hư không xung quanh đã sớm nứt toát, vô số hư không nghịch lưu giống như giải lụa, gói thân thể Lâm Phàm lại. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng thép dài phá không mà đến, một bàn tay màu vàng khổng lồ, từ trong hư không nghịch lưu xuyên thấu qua, che kín bầu trời, thiên địa như bị mờ đi lâm phàm đột nhiên nhức đầu tâm thần rung động sắp xảy ra chuyện lớn rồi phóng tầm mắt nhìn lại lâm phàm liền đã biết bàn tay khổng lồ này không phải thứ mình có thể ngăn cản nhất là trong thời khắc then chốt đang cô động thiên địa thần đang thế này lâm phàm nghĩ tới thiên địa dung lô tình huống bây giờ chỉ có thể trốn vào thiên địa dung lô mới có thể tránh được một kiếp bất quá lâm phàm lộ vẻ do dự nếu như trốn vào thiên địa dung lô Vậy công sức cô động được một nửa thiên địa thần đan Chỉ sợ sẽ bị hủy Con mẹ nó Lại hố nữa rồi Giờ khắc này Lực lượng vô tận phả vào mặt Mà cổ lực lượng cường đại kia Khiến thân thể lâm phàm bất ổn Thiên địa thần đan trong cơ thể cũng bắt đầu chấn động Người có cổ lực lượng này Chỉ có thể là cổ tộc chí cao Lấy tu vi bây giờ của lâm phàm Ở bên dưới chí cao Có thể tùy tiện hành động Nhưng vào lúc này Vẹn vẹn chỉ khí thế thôi đã có thể làm hắn cảm thấy hoảng sợ chỉ sợ chí cao phủ xuống con mẹ nó bộ ông đây giết cả nhà ngươi hay thế nào không phải chỉ cô động thiên địa thần đang thôi sao có cần như vậy không trong lòng lâm phàm mắng to không nghĩ tới ngươi có thể trưởng thành đến trình độ này đã như vậy tự nhiên không thể lưu ngươi lại thanh âm vô tận giống như quần sơn vang lên ầm ầm đột nhiên hướng lâm phàm nện xuống thiên địa bên dưới một chưởng này đều bị đè ép đến biến hình. Từ khi, Lâm Phàm đến cổ thánh giới đến nay, vẫn quá mức làm càng, giết vô số cổ tộc. Bây giờ cô động thiên địa thần đang sinh ra dị tượng quá lớn, bị trí cao cảm ứng, cho nên mới có chuyện như ngày hôm nay. Thánh, ngươi có thể chậm một chút hay không? Để ta ngưng thành thiên địa thần đang cái đã, rồi lát nữa chúng ta sẽ đấu một trận lớn. Lâm Phàm đã chột dạ, đặc biệt là trong thời khắc then chốt này, đây không phải muốn mạng già của mình hay sao nhưng mà bất kể lâm phàm nói cái gì thánh vẫn không quản không hỏi sức mạnh trong bàn tay ngày càng hung mãnh một chưởng này mà đập xuống lấy tình huống hiện tại của lâm phàm rất có thể sẽ bị giết chết mẹ kiếp cho thể diện mà không cần tốt nhất ngươi không nên để ta có cơ hội trở mình bằng không ta nhất định phải đánh ngươi một trận tơi bời lâm phàm nổi giận gầm lên nhanh lên một chút nhanh hơn chút nữa tốc độ xoay tròn của thiên địa thần đang càng lúc càng nhanh bây giờ không nghĩ biện pháp e rằng đừng nói thành đan ngay cả mạng nhỏ cũng không thể bảo vệ được áp lực càng lúc càng lớn khiến lâm phàm chảy mồ hôi ròng ròng chẳng lẽ thật sự phải ngưng lại việc cô động thần đan sau đó trốn vào thiên địa dung lô hay sao lâm phàm do dự không quyết thất bại như vậy hắn không cam lòng từ khi đến thế giới này lâm phàm vẫn luôn thuận buồn xuôi gió có khi nào gặp phải tình huống như vậy theo lâm phàm khi cô động thành công thiên địa thần đan vậy thì trên trời dưới đất không còn ai có thể giết được mình thánh xem như ngươi lợi hại rồi sẽ có một ngày bố đây sẽ đạp ngươi dưới chân lâm phàm rít gào một tiếng chuẩn bị ngưng lại giữa đường về phần hậu quả là cái gì hắn cũng không biết nhưng hắn biết nếu như không ngưng lại cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ bỏ ở chỗ này thánh đồ đệ của lão phu mà ngươi cũng dám động hay sao Đúng lúc này, một bóng người xẹt qua hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Sư Tôn Lâm Phàm nhìn thấy người tới, trong lòng vui vẻ, tảng đá đè trong lòng rốt cục đã rơi xuống. Có lão đầu này ở đây, thì không còn lo lắng gì nữa rồi. Đồ nhi, ngươi tiếp tục cô động đi, ở đây giao cho vi sư. Phong khinh tử phát một chưởng, trực tiếp đem một chưởng của chí cao thánh đánh tan. Thánh, đây là đồ nhi của lão phu, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra chiến tranh? Phong Kinh Tử ngưng mắt nhìn thánh, ngữ khí cứng rắn, không chút nhượng bộ. Đối với dị tượng mà đồ nhi của mình cô động thiên địa thần đang tạo ra, nội tâm của hắn cũng khiếp sợ vô cùng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, quả thực quá nghịch thiên rồi, thánh linh khí trong bán kính một triệu dặm, trong nháy mắt bị rút sạch. Cho dù là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, đều không làm được đặc biệt khi phong khinh tử nhìn thấy trên thân thiên địa thần đan của hắn có rất đan văn càng khiếp sợ vô cùng hắn không nghĩ tới đồ nhi của mình lại có thể ngưng nhiều công pháp như vậy thành đạo cho dù là tuyệt thế thiên kiêu không nhất định làm được chỉ bằng điểm này hắn nhất định phải bảo vệ tiểu tử này bằng bất cứ giá nào thủ hộ chi địa tồn tại để bảo lưu nhiệt hỏa cùng cổ tộc đấu tranh đối với phong khinh tử lâm phàm chính là hy vọng của hắn phong khinh tử ngươi muốn ngăn cản bản chí cao thánh lạnh lùng nói hôm nay hắn đã quyết tâm giết chết lâm phàm Huyết mang ma tôn bên cạnh mình đã biến mất rồi hắn biết chắc chắn do cái tên này giết chết lão phu không có cản tâm ý của ngươi nhưng hắn là đồ nhi của ta nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho hắn lão phu sẽ cùng ngươi đấu một hồi phong khinh tử nghiêm túc cùng chí cao động thủ thắng bại tuy năm năm nhưng bị ảnh hưởng e là không thể tính được bởi vậy, không phải tình huống trọng đại, Phong Kinh Tử không muốn cùng chí cao giao thủ. Hiện tại, có rất nhiều cường giả từ xa kéo tới, nhưng khi nhìn thấy chí cao, bị dọa sắc mặt tái nhợt, vì bảo mệnh, trong nháy mắt bỏ chạy, không dám ở lại nơi này. Đây là cổ tộc chí cao thánh, còn lão kia đầu hình như là thủ hộ giả của thủ hộ chi địa. Thanh niên kia rốt cuộc là ai? Cô động thiên địa thần đang lại tạo thành dị tượng lớn như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi nhanh đi thôi, nếu như bọn họ động thủ, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đó. Bây giờ có phong kinh tử ở đây, cho nên Lâm Phàm lòng một dạ chú tâm vào cô động thiên địa thần đan. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, lần này hệ thống bị sao rồi. Trước đây, đột phá cảnh giới, đều là chuyện chớp mắt, nhưng khi cô động thiên địa thần đan lại cần chính mình làm. Chẳng lẽ gốc gác của mình quá mức khổng lồ, đến hệ thống cũng không cách nào vì mình trong nháy mắt ngưng luyện được nhanh lên một chút nhất định phải nhanh hơn chút nữa lâm phàm có chút nóng nảy một viên thiên địa thần đang sáng chói lơ lửng bay lên từng tia khí tức cường hãng bột phát ra luồng hơi thở này rất mạnh mẽ thậm chí ngay cả chí cao thánh cũng phải nhíu mày lộ vẻ bất ngờ sinh linh này nhất định phải chết nếu để hắn chân chính lớn lên e là thủy hỏa đại đế thứ hai tâm tư thánh chuyển động âm thầm hạ quyết tâm nói đến thủy hỏa đại đế cổ tộc liền đau đầu, đó là nữ hoàng chuyển thế, từ một dung dế lại có thể trưởng thành đến mức khiến cả cổ tộc sợ hãi. Nếu như hắn là bà ta thứ hai, đó chính là tai nạn của cổ tộc. Phong Kinh Tử, ngươi là thủ hộ giả của thủ hộ chi địa lại vi phạm quy ước, chẳng lẽ ngươi cho rằng cổ tộc chúng ta dễ bắt nạt? Cũng được, hôm nay ta muốn xem ngàn năm qua, ngươi đã tiến bộ đến đâu? Lúc này, chí cao thánh ra chiêu, vẫy tay một cái, hư không nghịch lưu không ngừng ngưng tụ lại, ngưng tụ thành một thanh trường thương. Chui trường thương này tỏa ra từng luồng sát ý, thậm chí có khí linh rít gào. Sau đó xoay tay, hạ phẩm chí bảo thế là được hình thành. Loại thủ đoạn này khiến người ta khiếp sợ. Phong Kinh Tử không dám kinh thường, mặc dù hắn được công nhận là cường giả vĩnh hằng chi vị, thế nhưng chí cao thánh này không yếu hơn hắn. Thậm chí trên căn bản gốc gác, chí cao thánh còn hơn Phong Kinh Tử một đầu. Lúc này, trường bào màu trắng, không gió tự bay mà bán nguyệt kim luân không ngừng xoay tròn phía sau phong khinh tử khi kim luân xuất hiện nhật nguyệt điên đảo bầu trời biến thành vũ trụ bao la vô số tinh thần chi lực chiếu rọi lên bán nguyệt kim luân tản ra từng trận hàng mang phong khinh tử bán nguyệt kim luân này của ngươi chính là đồ của cổ tộc đáng tiếc cổ tộc lòi ra một tên phản bội đưa chí bảo này cho ngươi nhưng không sao hôm nay bản chí cao sẽ đoạt lại nó chí cao thánh quát một tiếng trong mắt xuất hiện hàng mang, sau đó, xé rách hư không, đi tới trước mặt phong kinh tử. Đối với cường giả như bọn họ, tùy tiện một chiêu, có thể lay động đất trời, hủy diệt thiên địa. Phong kinh tử lâm nguy không sợ, tóc bạc bay lượn, chồng râu màu trắng vểnh lên, rót vào hư không, bắt thiên địa xung quanh lại. Giờ khắc này, lâm phàm đắm chìm vào việc cô động thiên địa thần đan, đối với tình huống của ngoại giới, không hề để ý, thế nhưng hắn biết, lão đầu và chí cao thánh giao thủ, tất nhiên rất kịch liệt. Bây giờ, cả cổ thánh giới chấn động. Tất cả cường giả đều cảm nhận được hai cổ lực lượng cường đại, tràn ngập bên trong cổ thánh giới. Tình huống như thế rất ít khi xuất hiện. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên địa chi đan, vô tận vô biên. Trong chớp mắt, Lâm Phàm gào thét một tiếng, xung quanh hình thành một đạo bảo táp khổng lồ, bảo táp như rồng, hấp thu toàn bộ thánh linh khí mà viên thần đang kia càng ống ánh, giống như thiên địa nhật nguyệt, vô cùng chói mắt, lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đại đạo cô động, thần đang đại thành. Trong chớp mắt, lâm phàm chợt quát một tiếng, toàn bộ thân hình đều biến thành màu vàng, giống như thiên thần giáng lâm. hỗn hển. sinh linh dung dế, chết đi cho bản chí cao. lúc này, hư không sau lưng lâm phàm đột nhiên chấn động, một con bàn tay khổng lồ chém phá thiên địa, xuyên thấu mà tới tâm thần lâm phàm chấn động lưỡi dao sắc bén tận xương cảm giác nguy hiểm chưa từng có dâng lên trong lòng nhưng tốc độ của bàn tay khổng lồ này thật sự quá nhanh như phong tỏa thời gian xung quanh khiến người ta không có cơ hội phản ứng xì xì thân thể cực kỳ cường hãn của lâm phàm bị bàn tay khổng lồ kia đâm thủng ken chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng thêm một triệu tiếng nhắc nhở của hệ thống đã sớm bị lâm phàm làm ngơ để Lâm Phàm hoảng sợ chính là bàn tay khổng lồ này không chỉ đâm xuyên qua thân thể mà còn kéo dài vào trong nội thiên địa của hắn nữa. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản, không thể để cái tên này thực hiện được ý đồ. Mọi loại pháp lực dân trào, các sinh linh của động thiên giữ tận rít cao. Hừ, muốn ngăn cản bản chí cao, quả thực nằm mơ. Một chưởng đập xuống, bất kỳ trở ngại nào đều không còn, trong nháy mắt, đi tới thiên địa thần đan. Muốn cô động thiên địa thần đang sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ kia nắm thiên địa thần đang vồ trong tay. Dù thiên địa thần đang có chống cự, nhưng không có tác dụng gì. Không ổn rồi. Phong tử khinh đang cùng thánh đại chiến, vẫn quan sát lâm phàm đối, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn không nghĩ tới kịp cũng xuất hiện. Ha ha, phong khinh tử, đồ đệ của ngươi đã bị phế bỏ rồi thiên địa thần đang đã trong tay kịp, ngươi cho rằng ngươi có năng lực che chở hắn sao? Chí cao, thánh, cười nói. Đây là chủ ý của ngươi. Đôi mắt phong kinh tử đỏ bừng, phẫn nộ quát. Hừ, đại thiên chủng tộc lại xuất hiện một sinh linh tiềm lực vô hạn, bản chí cao tự nhiên sẽ không để hắn tiếp tục trưởng thành, bây giờ tất cả đều xong, chẳng lẽ ngươi còn muốn đấu sao? Trong mắt thánh lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hô hấp phong kinh tử càng ngày càng gấp rút, hắn không nghĩ tới chí cao kiệt sẽ khóa giới mà đến kiệt mau buông thiên địa thần đan xuống cho lão phu phong khinh tử sao để lâm phàm bị phế được nếu như mất đi thiên địa thần đan vậy tất cả nỗ lực sẽ ủng phí dù cho thiên phú của lâm phàm có cao tới đâu cũng hoàn toàn trở thành phế nhân từ đây chân chính trở thành một con kiến hôi phong khinh tử đối thủ của ngươi là ta trong nháy mắt chí cao thánh cản trước mặt phong khinh tử lại Kiệt, mau bóp nát thiên địa thần đan, rồi giết chết dung dế này đi. Giờ khắc này, Kiệt cười lớn không ngừng, tức giận trong lòng đã quét sạch sành xanh. Sinh linh dung dế đã giết vô số thủ hạ của hắn, để hắn không thể ngẩng cao đầu trước mặt các chí cao khác. Cái này đối với Kiệt mà nói, là một sĩ nhục không cách nào nhịn được. Dung dế, giờ chết của ngươi đến rồi, từ ngày ngươi đắc tội bản chí cao, thì vận mệnh của ngươi đã được định trước. Chí cao Kiệt cuồng tiếu thu bàn tay lại. Kiệt, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Sắc mặt Lâm Phàm tái nhợt, đột nhiên bắt lấy cánh tay của Kiệt. Ông đây không phải là người dễ bị khi dễ như vậy. Thiên địa dung lô. Ầm ầm. Lúc này, thiên địa chấn động, thiên địa dung lô xuất hiện, khí tức tang thương trải khắp không gian. Đây là cái gì? Khí tức sao lại mạnh như vậy? Chí cao thánh nhìn thấy thiên địa dung lô, sắc mặt đại biến không dám tin tưởng. Phong Kinh Tử hơi sững sờ, cũng bị cái lò luyện này làm chấn động. Hắn cảm nhận được một cổ sức mạnh hủy diệt từ thiên địa dung lô, phản phất như thiên địa vạn vật, ở trước mặt lò luyện này đều phải thần phục. Đây không phải chí bảo, thế nhưng khí tức còn cường đại hơn chí bảo. Đây là cái gì? Cánh tay kiệt vẫn còn trong cơ thể của Lâm Phàm, giờ nhìn thấy quái vật khổng lồ kia, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là thứ lấy mạng ngươi lúc này, Lâm Phàm sắp chửi mẹ nó rồi, đúng là không cho người ta một con đường sống mà. Người ta chỉ cô động thiên địa thần đang thôi mà. Có cần phải hãm hại như vậy không? Một chí cao còn chưa đủ, giờ lại có thêm một tên nữa ẩn nấp đánh lén, thực sự quá đủ rồi. Bây giờ thiên địa thần đang ở trong tay kiệt, Lâm Phàm muốn giải ra, chính là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng muốn cướp thiên địa thần đang của ông, thì càng mơ mộng hảo huyền. Ngươi! kiệt không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy từ nơi sâu xa một luồng nguy hiểm dâng lên trong lòng hắn muốn lui về phía sau thế nhưng tất cả đều đã muộn đi vào cho ta thiên địa dung lô luyện hóa thiên địa cũng là thủ đoạn ngọc đá cùng nát của lâm phàm dù chí cao thì thế nào trước mặt thiên địa dung lô thì tất cả đều tiêu tan trong nháy mắt thân ảnh lâm phàm và chí cao kiệt biến mất ngay tại chỗ đây là nơi nào Chí Cao Kiệt nhìn tình cảnh xung quanh, vẻ mặt đại biến, không dám tin tưởng. Kiệt, ta cho ngươi một cơ hội, buông thiên địa thần đan của lão tử ra. Lúc này, Lâm Phàm và Kiệt đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ một cánh tay. Dung dế, ngươi đang nằm mơ. Kiệt cắt cao nắm thiên địa thần đan trong tay, tự nhiên không thể buông ra. Ngươi cho rằng vây bản chí cao ở chỗ này, có thể an tâm sao? Chờ bản chí cao chém chết ngươi ngươi không có cơ hội này đâu. Lâm Phàm cũng không đợi kiệt phí lời, bắt đầu nung nấu. Trong chớp mắt, ngọn lửa kinh cũng tràn ngập trong lò luyện. A, à, Hỏa xà quấn quanh, dưới lực lượng luyện hóa, coi như cường độ thân thể bây giờ của Lâm Phàm cũng không thể chống đỡ nổi. Ken, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu đã tăng thêm 100.000. Lúc này, Kiệt chỉ cảm thấy thần trí, thậm chí linh hồn của mình chịu đủ dằn vặt, đau đến mức không muốn sống cái cảm giác này khiến kiệt sợ hãi ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi có buông hay không chỉ cần ngươi buông ra ta thả ngươi ra ngoài bằng không ngươi liền chết ở chỗ này đi lúc này lâm phàm da mở thịt bông mồ hôi lớn nhỏ giọt dù cho chỉ trong nháy mắt luyện hóa để lâm phàm chịu đủ đau khổ luyện hóa này không phải luyện hóa bình thường không chỉ thân thể ngay cả linh hồn thần thức đều chịu đủ dằn vặt không phải người thường có thể chịu đựng dung dế thả ta ra ngoài kiệt vẫn nổ quát trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ mặc dù hắn là người có thực lực yếu nhất trong bác đại chí cao nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng được công nhận là cường giả vĩnh hằng chi vị không phải một tên vĩnh hằng thần vị có thể so được mới vừa rồi đoàn hỏa diễm kia lại bỏ qua tất cả pháp lực trực tiếp thiêu đốt bản thân càng khiến kiệt sợ hãi ngươi buông ra lâm phàm thở hổn hển vì để kiệt biết sự lợi hại của mình, cho nên hắn đã thêm lực lượng luyện hóa đến mức độ nhất định. Dung Dế, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Ta muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Kiệt lạnh lùng nói. Ta chính là cổ tộc chí cao, ngươi sao có thể so sánh với ta được? Ngươi đang coi thường ta à? Bố đây ngay cả mình cũng dám đối xử tàn nhẫn, ngươi còn dám cò kè mặt cả? Cũng được, hôm nay ai xin tha, kẻ đó là chó. Lâm Phàm nổi giận, hắn biết Kiệt khó đối phó. Nếu như chỉ có như vậy, hắn ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Luyện hóa, điên cuồng luyện hóa cho ta. Lâm Phàm gầm thét lên. Lực lượng luyện hóa kinh khủng kéo tới. A. À, hai đạo tiếng kêu như giết heo, vang vọng bên trong thiên địa dung lô. Nơi sâu xa nhất trong linh hồn chịu dằn vặt, khiến người ta không có sức phản kháng. Nhất định chính là một loại tội. Ngươi có buông hay không? Sau một trận luyện hóa, Lâm Phàm và Chí Cao Kiệt có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, cục tay thiếu chân, coi như là tình huống tốt nhất rồi. Bản chí cao chắc chắn sẽ không nới lỏng. Bây giờ chí cao kiệt mồ hôi nhỏ giọt, lớn như hạt đậu, ào ào chảy ra, vừa rồi, cảm giác đau đớn hành hạ hắn muốn chết. Nhưng nếu chỉ như vậy thì còn không đủ, hắn tuyệt đối sẽ không buông thiên địa thần đan này. Có gan thì đến đi bản chí cao có khổ gì mà chưa từng trải qua, ngươi cho rằng chỉ bằng những dằn vặt này là có thể khiến bản chí cao nhận thua. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Hai mắt của Kiệt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tràn đầy điên cuồng. Năm ngón tay khống chế thiên địa thần đan của Lâm Phàm vẫn khép kín, căn bản cũng không có ý định buông ra. Lâm Phàm suýt chút nữa khóc thét, bọn cổ tộc đều là tên biến thái, đều là một đám người điên, đặc biệt là Chí Cao, càng giống người điên trong chiến đấu, rõ ràng không chịu nổi lại còn mạnh miệng vẻ mặt điên cuồng kia nếu như tâm trí người bình thường e là sớm bị dọa tè ra quần rồi nhưng cho dù thế thì thế nào chẳng lẽ lâm phàm ta phải sợ ngươi lợi hại ta cũng ác vậy thì thử một chút xem ai tàn nhẫn hơn lâm phàm không nói thêm sau đó thiên địa dung lô lại lần nữa rung động ông ông liệt diễm đốt cháy từ ngoài vào trong cho dù bảo bối cứng rắn nhất thiên địa gặp phải tra tấn vô tận này đều hóa thành tro tàn kiệt hôm nay ai cũng không cần lên tiếng cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận ngược lại ta muốn xem ngươi có thể kiên trì tới đâu a à, lâm phàm đứng đối diện kiệt bên dưới cổ dằn vặt này trong chớp mắt quỳ xuống toàn thân giống như bùng nhão biến thành đục ngầu không chịu nổi mà nội thiên địa bản nguyên của kiệt cũng bắt đầu chấn động vô số năm khổ tu cũng không đỡ nổi của lực lượng luyện hóa này. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì, ngay cả chí cao cổ thân đều không thể chống đỡ được. Trong lòng chí cao kiệt sợ hãi, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Phàm, không khỏi cắn chặt răng, hắn không tin, một tên nhân tộc nho nhỏ, cũng có thể kiên trì đến mức độ này. Ken, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng thêm 100.000. Ken, chúc mừng ký chủ vĩnh hằng thần khu đã thăng cấp, đẳng cấp tầng 7. Mẹ kiếp, cường độ thân thể lại không thăng cấp, coi như ngươi tàn nhẫn. Bây giờ, trong lòng Lâm Phàm rất muốn chết, thế nhưng khi thấy Chí Cao Kiệt đang gắn gượng, hắn không thể bỏ cuộc dễ dàng được. Bây giờ cường độ thân thể của mình ở thần thiên vị tầng 8, nếu như thăng cấp, thì lên thần thiên vị tầng 9 rồi. Nếu như đạt đến thần thiên vị tầng 9, thì khoảng cách đạt đến thần thiên vị tầng 10 còn lại bao nhiêu? Đến lúc đó, trong trời đất này, còn ai có thể giết được lão tử? được công nhận vĩnh hằng chi vị trí cao thì thế nào, lão tử đứng ở đó cho ngươi đánh tới mấy vạn năm, cũng không thể giết chết được. Con mẹ nó, tới thì tới, ai sợ hãi, kẻ đó là chó. Lâm Phàm cũng dần nổi đoá, không phải chỉ bị luyện hóa thôi sao. Ai sợ chứ? Lúc này, máu trong cơ thể không ngừng sôi trào, nhiệt độ đạt tới mức kinh khủng, ở nhiệt độ này, cho dù tiếp xúc thử, đều có thể bị chết bỏng, càng không cần phải nói, đây là sôi trào ở trong người. Thiên ý chí cao, gia trì cổ thân. Chí cao kiệt gào thét một tiếng, trên người bùng nổ một loại sức mạnh kỳ diệu, sau đó tụ tập lên đỉnh đầu, thấm vào hư không, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hoảng sợ phát hiện, nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên không xuyên thấu ra. Kiệt, ngươi đừng phí sức nữa, ở đây, ta chính là thiên, là địa, ngăn cách tất cả, ngươi muốn thiên ý gia trì, đúng là mơ mộng hảo huyền cổ tộc được trời cao chăm sóc giống như con ruột thiên ý cổ thánh giới đặc biệt là chí cao nếu như chiếm được thiên ý gia trì thì sức mạnh càng thêm khủng bố bất quá bên trong thiên địa dung lô này mà muốn gia trì chính là nằm mơ chí cao kiệt tâm tức nhìn lâm phàm sau đó hé miệng biến ảo thành thôn thiên thực địa ta muốn ăn ngươi ngươi vẫn chưa tỉnh mộng à lâm phàm chợt quát một tiếng lực lượng luyện hóa bên trong thiên địa dung lô một lần nữa tăng lên. A. À. Ken, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng thêm 120.000. Ken, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng thêm 120.000. Chí cao kiệt tức giận rít gào, thần sắc vô cùng dữ tợn, mà lâm phàm bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Lạch cạch. Một phần ba thân thể bị hủy hoại. Giờ khắc này Lâm Phàm thừa nhận sự thống khổ vô tận, trong đầu vẫn duy trì thần trí, nhưng cảm giác muốn chết vẫn còn đó, nó khiến Lâm Phàm bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng. Thần trí Lâm Phàm bắt đầu tan vỡ, cả người bắt đầu điên lên. Luyện hóa, hoàn toàn luyện hóa. Hai mắt Lâm Phàm đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Có thiên địa dung lô, muốn tăng cường độ thân thể lên tới trạng thái đỉnh cao là chuyện dễ dàng. Thế nhưng đằng sau việc dễ như trở bàn tay này chính nỗi đau đớn vô tận cơn đau này đủ làm tất cả mọi người đánh mất thần trí lâm phàm có hệ thống bảo kê cho nên tin tưởng bằng những cố gắng của mình hắn sẽ trở thành cường giả đứng đầu hoàng vũ bởi vậy không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ lâm phàm tuyệt đối sẽ không dựa vào thiên địa dung lô để tăng cường độ thân thể đến đỉnh phong bởi vì mỗi một lần luyện hóa là một loại tra tấn cho dù chân áo nghĩa hủy diệt chi cước hay các loại công pháp tạo thành thương tổn, cũng không bằng một phần vạn của lực lượng luyện hóa. Kiệt, đây là ngươi ép ta, ngươi rốt cuộc có buông hay không? Lâm Phàm quát lên, nhưng trong lòng lại đau bi cực kỳ. Nếu người trước mắt này không phải trí cao, đã sớm bị luyện hóa đầu tiên, nhưng mà trước mắt lại là trí cao A. Theo tính toán của Lâm Phàm lấy cường độ thân thể của trí cao kiệt, nếu muốn hoàn toàn giết hắn, chỉ có đồng quy vô tận. Ha ha, kiệt âm trầm cười như điên nhân tộc bản chí cao biết ngươi đang sợ hãi thế nhưng bản chí cao không sợ chết mấy chục ngàn năm qua bản chí cao nhận hết vô số tra tấn nhưng chưa bao giờ cúi thấp đầu chỉ bằng ngươi mà cũng muốn bản chí cao xin thua ngươi không có tư cách này đâu ta nói cho ngươi biết cho dù có chết bản chí cao cũng phải để ngươi chết một cách thống khổ thiên địa thần đan chính là cội nguồn ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn trầm luân ngay cả cơ hội linh thức chuyển thế cũng không có chí cao kiệt cuồng tiếu cười như điên ta chính là kiệt cổ tộc chí cao vạn năm bất hủ là thiên địa vạn vật chi chủ một đời dũng cảm ngươi bức bản chí cao đến mức độ này cũng đủ để ngươi tự hào rồi mẹ nó vẫn còn tin tướng nếu đã vậy thì tiếp tục luyện hóa cho ta lúc này lâm phàm không chịu được hắn không nghĩ tới đến giờ này rồi kiệt còn muốn tin tướng cái này khiến lâm phàm không cách nào nhịn được hơn nữa theo lời hắn nói còn là thuật ngữ tin tướng mình hay dùng nữa a à, chí cao kiệt chưa nói xong những lời muốn nói lâm phàm tiếp tục đề cao lực lượng luyện hóa từng trận gào thét kinh thiên động địa khiến lòng người sợ hãi kiệt nghiến răng nghiến lợi trong lòng bi phẫn cực kỳ đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của lâm phàm sâu trong nội tâm dâng lên nỗi khiếp đảm thế nhưng khiếp đảm này rất mong manh vẹn vẹn chỉ xuất hiện mầm mống, đã bị Kiệt trấn áp xuống. Chí Cao mình làm sao có thể sợ hãi? Kiệt, ngươi là cổ tộc Chí Cao, mà ta chỉ đơn cô thế cô, có Chí Cao ngươi chung cùng cũng đã đủ rồi, có điều, tất cả những thứ mà ngươi có sẽ phải nhường cho người khác rồi. Và các Chí Cao khác cũng sẽ coi thường ngươi khi biết ngươi chết trong tay ông đây. Lâm Phàm cười lớn. Kỳ thực Lâm Phàm thật sự phục rồi, trong lòng cũng muốn nhận thua đã đánh đến mức độ này nếu như còn tiếp tục nữa hậu quả rất rõ ràng đi đời nhà ma đi gặp ông bà cho dù có hệ thống cũng không dùng được hệ thống không có khả năng hồi sinh bất quá những lời hung ác đều nói ra ai nhận thua kẻ đó là chó mà lâm phàm không muốn làm chó nếu như vậy chỉ còn cách tổn thương lẫn nhau mà thôi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha